Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em đến với phiên live của bên Toyota Bình Dương. Thì chiều hôm nay em lại cập bến cho quý anh chị em thêm một Xpander nhập khẩu Indo giá rẻ nữa này. Đấy, Xpander em có đủ các màu luôn, màu xám bạc, màu trắng, màu đồng anh kim, màu đỏ. Rồi, chiếu mã của quý anh chị em là mẫu Xpander màu xám bạc biển 79 Khánh Hòa 04036 đời 2018 nha. Chiếc này để cho quý anh chị em mình giá cực kỳ mềm thôi, chỉ có 399 cũ thôi nha. 399 cũ thôi. Đấy, bên em bán xe vẫn là cam kết cứng cho quý anh chị em, xe không đâm va, không ngập nước, không tai nạn, không sự kích. Cam kết bằng văn bản, bao xài, bao lên đời, bao đổi trả. Chiếc này thì em có hỗ trợ vay cho ngân hàng. Quý bà con này ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, đấy không có nợ xấu hoặc không đang vay thì bên em hỗ trợ vay ngân hàng. Thì tầm cầm trong tay 180 đến 200 là có thể là mình vay ngân hàng, hoặc là cầm trong tay 350 triệu em cho góp 50 triệu không lãi trong vòng 8 tháng. 2018 nha bà con nha, đời 2018 399 cũ nha bà con. Đời 2018 399 cũ khôi bà con ơi. Rồi, quá rẻ luôn. Xpander nhập khẩu Indo, mai em sẽ quay chi tiết cho bà con sau ha. Đấy, Xpander 2018 phiên bản số sàn 399 cũ, rẻ như cho. Lúc này thời điểm này không mua thì không biết thời điểm nào mua nữa. Quá rẻ rồi. Xe chạm đáy. Đèn. Xe này đèn vi gầm này đủ. Xe này về chạy dịch vụ là bao tháng, 100 cây số 5 lít xăng. Rồi bà con nào mà mệnh hợp thích mệnh màu đồng anh kim thì lấy con này, biển Sài Gòn. Đời 2019 420 cũ. Đấy, 420 cũ nha. 420 cũ giùm em. Đấy, 420 cũ đời 2019. Đấy, quá là đẹp luôn bà con ơi. 420 cũ đời 2019. Đấy, đầy đủ hết. Em có màu trắng, màu bạc, màu đỏ, màu đồng ánh kim. Đấy, bà con hợp màu nào thì lấy màu đó. Chắc lẽ ngày mai em sẽ quay luôn một clip 5 anh em siêu nhân luôn, 5 đủ màu cho bà con luôn. Đấy, 2019 nha. Mẫu này là 2019 nha bà con nha. Xpander 2019 420, 2018 399. Rồi sẵn đó thì em quay luôn cái con màu trắng này luôn đi. 20 màu trắng này rồi 2020. Đấy, 2020 nha quý anh chị em nhà mình nha. 2020 thì nó qua phần mới một xíu, nó qua phần mới đẹp hơn. Con này em mang bán với giá là 430. Rồi, 430. Bà con tới xem xe là trực tiếp tại Dĩ An Bình Dương. Alo cho em Trường, một số điện thoại duy nhất, một số Zalo 0972147247 nha bà con quý anh chị nhà mình ha. Đấy, xe rất là đẹp, nội thất bớt tinh. Đấy, chánh nắng chưa tháo. Đấy, bà con thích màu gì có màu đó nha, bà con thích màu gì có màu đó nha. Rồi 2020 đấy, mâm nó có sự thay đổi, mâm nó đẹp hơn một tí. Đấy, giá con này là 420 430 chứ, đợi 2020 430. Rồi, quay trở lại Innova. Innova thì em có Innova thì em có màu trắng đời 2019. 2019 thì con này em bán là 488, đang bớt sale cho bà con. Còn 480. 488 bớt đúng không? Còn 480 đúng không? 480 xe đây là của thằng cô em, đấy nó bán. Có sao nói vậy chứ không, em không phải là chủ hết tất cả các xe ở đây. Em cũng có sao em cũng bán nói vậy chứ không phải là lúc nào cũng nhận là mình cái gì đó nó gơ gớm rồi con. Xe nào của mình nó của mình. Rồi 480 cành. Bao rút cái hồ sơ cho bà con, 488 bớt 8 480 phiên bản chính túi khí. Đấy. Mình bán là mình cứ trung thực thôi, xe thì không lỗi. Bao bà con không đâm va, không ngập nước, không sự kích. Rồi. Rồi, 2017 đăng ký lăn bánh 2018 thì ở đây hiện tại có 3 chiếc. Đây, một chiếc là biển 60, màu đồng ánh kim cho bà con luôn. Có cân bằng điện tử luôn, giá là 439, bớt 4 còn 435. Xe không lỗi, bao chích hãng. Bà con muốn chích hãng, chích phạt, chích thợ, thoải mái luôn. Còn bà con mua xe 400 thì xin mời ra Đồng Nai. Ở đây không có, nói nhanh. Ở đây không có bán mấy xe taxi dịch vụ, xin lỗi. Bà con có thể là di chuyển về một cái đơn vị khác. Bên em bán xe là có sao nói gì cho nó mau luôn, nhanh gọn lẹ, xúc tích.
Đấy, có xe bán dĩa, có xe nói vậy đỡ bà con không phải đi đường xá xe xôi mà lên con xe như cái dãy đất là bà con sẽ nó rất là buồn. Cho nên bên em bán xe là gia đình nó gia đình, dịch vụ nó dịch vụ, lỗi nó lỗi, không nó lỗi, người ngay việc thật, cho nó vào việc cho nó dễ luôn bà con. Rồi 2018 Đồng Ánh Kim, biển Sài Gòn, biển Bình Dương 46778. Con này em bán cho bà con là 455 bớt 5 còn 450. Đấy, anh em đang sửa soạn Innova 2018. Rồi Isuzu Đa Mắt đời 2018 luôn, số sàn một cầu máy dầu. Con này bán cho bà con 350 gành, 355, 55 bớt 5 còn 350, số sàn một cầu máy dầu. Đấy, 355 cho bà con, bớt 5 còn 350. 2018 355, 355 bớt 5 còn 350. Đấy, nhanh gọn lẹ vào việc. Đấy, bên em còn rất là nhiều xe rẻ đằng sau, còn rất là nhiều luôn bà con ơi. Đấy, người nào tiền nào của đó thôi. Đấy, trên đời này đâu ai lừa ai được đâu bà con. Thời đại 4.0 rồi, chẳng ai lừa ai. Đấy, tiền mình đến đâu thì sản phẩm của mình đến đó thôi. Bên em bán là người ngay việc thật nha, không có lùa gà lùa bịch gì đây hết á. Đây, 2017 siêu cấp Pro, một chỗ mua mới từ đầu, biển Sài Gòn, 51F 85746, bao cho bà con không một lỗi nhỏ. Có một bao nhiêu đây lỗi là gửi bà con 20 triệu cho mới đi lại. Ok, 435 tiền. Tới xem xe là có vốn, có thương lượng, có lọc lá, có thương lượng. Ủa sao mày không chỉ anh Dung làm mấy cái đó, mày vô mày coi sổ gì đi. Đó, xe rất là đẹp luôn bà con. Bây giờ mấy cái ốc lồng què đó. Đấy bà con coi đẹp chưa, 435 cành. Tới xem xe còn bớt còn thương lượng. Rồi hồi sáng là có một ông anh bún cái rô cây vô đây xem xe rồi chả ngáo ngáo 400 là em cho đi rồi. Nói chung là ông anh Đồng Nai bún cái rô cây mà có coi clip cũng đừng có buồn nha. Em có xe nói vậy thôi, xe gia đình không có giá đó đâu, anh đi Đức Chiếc cũng không có giá đó luôn. 435 là 435. Tới xem xe là có bớt có thương lượng. Ông anh trẻ một lần 35 cũ thì chỉ mua xe taxi thôi, em khẳng định luôn. Làm sao bán con xe gia đình nào bao chích test toàn quốc cho anh trai với đó được. Xe chuẩn gia đình nó khác, còn xe qua taxi dịch vụ nó khác. Người ta dám cam kết trong giấy tờ cho anh chị là xe gia đình không? Dám bao anh chị chích test không? Sai chạy đủ tiền không? Đấy mới là vấn đề quan trọng. Anh chị à, mua con xe 400-500 triệu mà mình thấy là người tiêu dùng thông minh giùm em. Đây cũng 2017 cho quý anh chị em nhà mình luôn, cũng bằng tiền luôn, 435 luôn. Đấy, anh chị em thích lấy mẫu nào thì lấy nè. Đấy, bên em là đầy đủ hết. Đấy, quý anh chị em ưng mẫu nào thì múc mẫu đó thôi. Đấy, bên em bán hàng có đâu, có xe nào bán xe đó, không có bán tùm bậy tùm bạ. Bất công mang tiếng mang tai lắm, bán con xe có mấy chiều quạt thôi. Rồi, quý anh chị em alo trực tiếp cho em Trường nè, số điện thoại 0972 nè 147247 là mua bán trao đổi tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nè, quý anh chị em nhà mình ơi. Kết nối giúp Zalo cho em nha, 0972147247 nè. Quý anh chị em nhà mình giới thiệu bên em mua bán được xem, gửi từng cà phê từ 3 đến 5 triệu cho nhà mình ha.